Oji xin giới thiệu các bạn, đây là mẫu điện thoại Louis Vuitton mới V12. Máy thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ khung máy được làm bằng thép và mạ vàng. Đính đá bốn xung quanh. Và được in chi tiết Louis Vuitton. Đây là màu vàng. Mình đang giới thiệu phiên bản màu vàng cho các bạn. Ngay cả bản thân cái loa đằng sau cũng được thiết kế rất đẹp. Đằng sau lắp được in chữ Louis Vuitton. Toàn bộ vỏ máy được làm bằng thép và mạ vàng cao cấp. Đằng sau làm giả da in Louis Vuitton. Đây là cổng USB cắm sạc. Tai nghe đều có chữ LV. LV. Đây là thân máy. Đây, các bạn nhìn thấy các giao diện của máy này. Sắc nét. Biểu tượng túi xách nổi tiếng Louis Vuitton. Máy 2 sim 2 sóng. Pin khỏe. Máy có màu vàng và màu đen. Đây là màu đen. Cũng đều được gắn đá. Đây, viên đá tạo kim cương rất đẹp, sang trọng, phù hợp với phái nữ. Và quà tặng. Xin cảm ơn các bạn.